Thưa quý vị và các bạn, đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là dự án quan trọng quốc gia, không chỉ nhằm giảm tải giao thông cho thành phố Hà Nội mà còn tạo ra động lực không gian phát triển mới. Sau đây chúng tôi xin cung cấp tới quý vị cái nhìn khái quát về tổng thể dự án đường vành đai 4 và thông tin về các dự án thành phần trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn phía nam quốc lộ 18 với tổng chiều dài khoảng 98 km. Năm 2016, đường vành đai 4 được xác định là dự án trọng điểm trong điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Năm 2021, trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường vành đai 4 được quy hoạch là cao tốc 38 dài 102 km, suất đầu tư trước năm 2030. Ngày 16 tháng 6 năm 2022, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, biểu quyết thông qua nghị quyết số 56 về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội với chiều dài 112,8 km, tổng vốn đầu tư gần 86.000 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là đầu mối tổ chức thực hiện, nhu cầu sử dụng đất trên 1.300 ha. Thời gian thực hiện đến năm 2026, cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2027. Dự án gồm 7 dự án thành phần, trong đó tỉnh Hưng Yên được giao làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần. Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Chính phủ ban hành nghị quyết số 106 về việc triển khai xây dựng đường vành đai 4. Nghị quyết đặt tiến độ đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, phải bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng cho dự án và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, bảo đảm khởi công dự án trước 30 tháng 6 năm 2023. Nhu cầu vật liệu xây dựng khoảng 12 triệu mét khối đất, gần 14 triệu mét khối cát và 7,5 triệu mét khối đá. Trước đó, thực hiện quy hoạch của Chính phủ và các chỉ đạo của Trung ương, ngày 16 tháng 3 năm 2022, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 thông qua nghị quyết về việc chấp thuận triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 trên địa bàn tỉnh. Ngày 1 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định phê duyệt dự án thành phần 2.2 về xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đường vành đai 4. Ngày 7 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định phê duyệt dự án thành phần 1.2 về bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án đường vành đai 4 đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Trọng điểm của trọng điểm đấy là đường vành đai 4. Đây là một cái dự án mà giải phóng mặt bằng quy mô chưa bao giờ lớn như thế này. Giá trị vốn cho giải phóng mặt bằng chưa bao giờ lớn như thế này. Hưng Yên thì chúng ta có hai nội dung. Không những là giải phóng mặt bằng mà tiếp tục thực hiện thêm của tỉnh, đó là đường song hành. Đường vành đai 4 đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có chiều dài 19,3 km, đi qua 4 huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. Trong đó có hai đoạn dài khoảng 8,4 km là cao tốc đi dưới thấp, còn lại là đường trên cao với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, mặt cắt ngang 90 đến 120 m, bao gồm cả phần dự trữ cho tuyến đường sắt trên cao được triển khai sau. Điểm đầu từ cầu Mễ Sở vượt sông Hồng thuộc huyện Văn Giang, điểm cuối tiếp giáp với tỉnh Bắc Ninh trên địa bàn huyện Văn Lâm, một số nút giao lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là nút giao với đường tỉnh 379, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, quốc lộ 5 và đường tỉnh 385. Tỉnh Hưng Yên được giao thực hiện hai dự án thành phần có tổng mức đầu tư 5.245 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 1.2 bồi thường hỗ trợ tái định cư đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 3.740 tỷ đồng do ngân sách trung ương thực hiện. Thực hiện dự án thành phần này, tỉnh Hưng Yên sẽ phải thu hồi trên 280 ha đất liên quan đến trên 4.000 hộ và 17 doanh nghiệp, di chuyển 15 cột điện cao thế, trên 5.000 ngôi mộ, xây dựng 11 khu tái định cư. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng do ngân sách tỉnh thực hiện. Chiều dài tuyến mỗi bên khoảng 17,7 km, mặt cắt ngang mỗi bên 12 m, gồm hai làn xe đảm bảo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h. Trên tuyến có nút giao với cao tốc Hà Nội Hải Phòng được tổ chức bằng cầu vượt. Có 5 cầu gồm cầu vượt sông Đồng Quê, sông Bắc Hưng Hải trên hai nhánh
và cầu trên đường nối hai đường song hành trái phải. Tỉnh Hưng Yên quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án với nhiều văn bản được ban hành, nhiều cuộc họp, cuộc kiểm tra tại thực địa được tổ chức. Dự án được đưa vào danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh, thành lập tổ công tác triển khai thực hiện dự án do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tích cực vào cuộc làm ngày làm đêm với việc triển khai đồng thời nhiều quy trình phần việc. Phải hoàn thành, tất cả đều phải vừa xếp hàng vừa hành quân. Đến nay, tỉnh Hưng Yên cơ bản đảm bảo các điều kiện để dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô được khởi công và triển khai trên địa bàn tỉnh. Việc hoàn thành dự án đặc biệt quan trọng này không chỉ hoàn thiện hệ thống giao thông quốc gia mà còn góp phần tạo ra một trục phát triển mới ở phía Bắc tỉnh Hưng Yên như trong định hướng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.